Mai mình ly hôn. Tác giả Vân Yên. Tập 1 trong 9 tập. Ba năm trước. Chị dâu, hôm nay ông trời có mắt cho em biết được bí mật của hai người ngang. Thật đúng như em dự đoán, suốt một năm qua, hai người phim thật tình giả mà. Chị dâu, chị cho em cơ hội đi, em sẽ đưa chị ra khỏi nơi đây. Em biết đây không phải là nơi chị muốn sống. Đi theo em đi, em sẽ lo cho chị an nhàn cả quãng đời sau này. Chú đang nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu. Tôi là chị dâu chú đó, chú An nói cho cẩn thận nghe. Em đang nói nghiêm túc, không một câu dối trá hay trêu đùa chị đâu. Chị ở bên anh hai sẽ mãi không có ngày nào bình yên. Hơn nữa, hai người là quan hệ hợp đồng, thì chị còn luyến tiếc cái gì ở đây nữa chứ? Cô và anh lấy nhau thông qua một cuộc giao hảo trên giấy tờ rõ ràng. Đáng lẽ chuyện sẽ không có gì to tát ảnh hưởng đến mọi người xung quanh nếu như cậu em chồng này không có tình ý trái ngoáy với cô. Mới về đây sống được một năm, cô đã hiểu anh em nhà họ không có thuận thảo. Cậu em chồng này cũng đã để mắt đến cô từ những ngày đầu tiên. Cũng không biết cậu ta có lén lút như thế nào mà phát giác ra được bản hợp đồng hôn nhân của cô và Dương Hạo. Đã vậy, cậu ta còn chụp lại hình ảnh làm bằng chứng, và rồi hôm nay, nhân lúc Hạo đi làm, cậu ta mới lẻn vào phòng chất vấn cô. Cô biết chuyện này là sai trái, nên chưa bao giờ cô cho phép mình quá gần gũi cậu ta. Trước cũng vậy, bây giờ cũng như vậy. Mối quan hệ của tôi và anh chú, cho dù là giả hay thật, thì trên danh nghĩa tôi vẫn là chị dâu của chú, và tôi không cho phép chú được đến gần tôi dù chỉ là nửa bước. Mời chú đi ra cho. Sao chị phải cố chấp như vậy chứ? Có phải vì em không có tài giỏi bằng anh ấy nên chị không có để em vào mắt không? Chú càng nói càng đi xa vấn đề rồi đó. Tôi không có so sánh bất cứ ai cả. Một lần nữa, tôi mời chú đi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó. Cô sắp hết kiên nhẫn, nên trừng mắt thì nổi đó. Tuấn vừa mới tiến đến nắm lấy tay cô, thì giọng nói bên ngoài cũng vang lên gọi cậu. Tuấn à, con xong chưa vậy? Mau ra sân bay nhanh đi, để trễ chuyến đó con à. Tuấn luôn cho rằng mình thua kém anh hai nên mới không được những điều tốt đẹp. Và cũng vì mong muốn cả đời của mẹ mình rằng cậu sẽ tài giỏi hơn Dương Hạo, nên cậu quyết định đi du học với mong muốn lúc quay về sẽ vinh quang bái tổ. Và hơn hết là kéo chị dâu ra khỏi vùng lầy máu lạnh kia. Tuấn nghe mẹ gọi thì sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nên liền nhỏ giọng. Bây giờ chị có thể cứng đầu không nghe, nhưng 3 năm sau em nhất định tìm mọi cách đưa chị ra khỏi đây an toàn. 3 năm nhanh thôi, chờ em. 3 năm sau, người ta nói một cuộc hôn nhân mai mối thì đối phương sẽ yêu nhau khi về sau. Cô thường nghe biết bao nhiêu bậc trưởng bối nói với con cái của họ như vậy. Sự thật thì sao, có đúng như vậy không? Hay nó chỉ là một lời rót tai dễ nghe để những đứa trẻ buộc phải vâng lời? Cô là Yến Ngân, năm nay vừa tròn 22 tuổi. Cô đang là nhân viên thu ngân của một khách sạn cao cấp. Cô đã lập gia đình từ năm mình vừa tròn 18 tuổi. Ba cô đã mất từ khi cô chưa biết gọi tiếng ba. Chỉ còn một mình mẹ cực khổ nuôi cô khôn lớn nơi vùng quê hẻo lánh. Năm cô 18 tuổi, mẹ vì lao lực quá độ nên lâm bệnh nặng. Mẹ sợ cô thân con gái bôn ba khổ sở nên nghe lời mọi người trong xóm gả cô đi. Vốn dĩ ban đầu họ bày cho bà gả cô đi lấy chồng nước ngoài, nhưng sau đó mẹ đã đổi ý vì sợ gả con đi phương xa nơi xứ người là giết con, nên liền được bà Mai dẫn mối gả cho một thiếu gia lớn hơn cô một con giáp. Mới đầu mẹ cô cũng e ngại bởi số tuổi của con rể, nhưng rồi mẹ cũng gật đầu đồng ý vì câu nói ngọt liệm của bà Mai mối. Rồi à, chúng nó sẽ yêu nhau thôi. Năm đó, anh đã 30 tuổi, nhưng mãi không có chịu để bất cứ cô gái nào vào mắt, nên ba mẹ anh bắt đầu lo lắng cho sự nghiệp nối dõi sau này.
Và vì vậy, họ chọn cách tìm dâu dùng quê với ý nghĩ gái nhà quê thì thật thà chân chất và không có biết toan tính. Vậy rồi, đúng như dự định, một đám cưới linh đình nhất trong thôn quê cũng được diễn ra nhanh chóng. Nhà trai xuống tận nơi bằng một dàn siêu xe sang trọng, vàng bạc kim cương tặng cho cô dâu cũng nhiều vô số. Và đêm hôm đó, cả cô và anh cũng giống như bao nhiêu cặp đôi bị ép gả khác, cũng lập ra một hợp đồng hôn nhân. Cô còn nhớ, khi đó anh rất điềm tĩnh dù đã say khướt. Lúc làm hợp đồng, anh cũng không có gắt gỏng gì. Cả hai vốn không có yêu nhau, nên điều thỏa thuận đồng ý 4 năm sau sẽ thuận tình ly hôn. Lúc đó cô không có suy nghĩ nhiều, chỉ nghĩ đơn giản, không yêu thì không nên ở lại, nên đã ký ngay lập tức. Nhưng sau đó cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao là 4 năm mà không phải là 2 hay 3 năm? Nghĩ mãi cũng không ra, hỏi cũng không dám hỏi, nên một khoảng thời gian trôi qua, cô cũng quên mất mình đã thắc mắc cái chuyện gì. Anh là Dương Hạo, năm nay đã 33 tuổi. Từ nhỏ ai cũng nói anh được sinh ra từ vạch đích. Đúng, không sai chút nào, nhưng cái vạch đích đó nó lạnh lẽo. Chính bởi vì cái lạnh lẽo không có tình người, nên đã vô tình nắn dậy nên một Dương Hạo máy móc, sống như một con rối có lập trình. Từ khi đến tuổi cập kê, anh cũng không có muốn qua lại với một ai. Không phải anh không có cảm xúc và không có hứng thú với người khác giới, như người ta thường đồn đại, mà vì anh lo người ta khi lấy anh rồi thì sẽ khổ, khổ tay khổ chân cuối cùng cũng không bằng khổ tâm. Vì hơn ai hết, anh hiểu mình đang phải sống trong môi trường khắc nghiệt như thế nào. Được sống trong một mớ vải lụa tơ đào, nhưng nó chứa đầy gai độc khiến cho người ta ngày ngày phải đơm thương tích đầy trên thân mình cũng không thể rứt ra được. Nếu nói anh chưa bao giờ yêu ai hay chưa biết rung động gì thì là nói dối. Có, anh có yêu, nhưng cho đến hiện tại, người anh yêu chính xác là ai cũng chưa xác định được. Yến Ngân, hôm nay cuối tuần, mọi người rủ nhau đi ăn kìa, Ngân có đi không? Thật là ngại quá, nhưng mà Ngân phải về nhà trước 7 giờ tối rồi. Ôi trời ơi! Ngân đập gia đình sớm làm gì cho nó mệt vậy không biết được nữa. Thôi, vậy Ngân về đi. Nói chứ là con dâu nhà giàu cũng có sung sướng gì đâu. Sau này chắc Liên phải suy nghĩ lại việc lấy chồng giàu rồi. Liên là đồng nghiệp cùng phòng với Ngân. Từ lúc Ngân vào đây làm việc thì chỉ có Liên là thường hay hủ hỉ tâm sự cùng với cô thôi. Vì ở mảnh đất đô thành qua lệ này, dù có đông cách mấy thì lòng người cũng trùng trùng hiểm nguy. Không biết ai có thể đối đãi với nhau thật tâm cả. Thôi thì chơi nhiều thì chơi không đẹp, chi bằng chơi ít mà dạng toàn tâm can. 6 giờ hơn, Ngân mới làm xong sổ sách rồi chuẩn bị về nhà. Thật ra không ai trong nhà quy định cho cô cái giờ giấc đi đứng cả. Chỉ là cô hiểu chuyện nên biết tính mẹ chồng thì tranh thủ mà tuân theo thôi. Chạy xe hơn 20 phút thì cũng đến cửa nhà, đứng đợi một chút thì dì Năm cũng ra mở cửa. Thiếu phu nhân, hôm nay về trễ vậy? Dạ, tại có vài sổ sách tính toán hơi lâu nên con ở lại thêm một chút. Ba mẹ đã ăn cơm chi gì? Chưa, ông bà nói đợi cô về ăn cho vui, một mình ông bà thì buồn quá. Dạ, vậy để con vô tranh thủ tắm rửa rồi xuống ăn với ba mẹ luôn. À con, hồi sáng thiếu gia có báo với ông bà chủ là tối nay công ty có tiệc ở bên khách hàng nên về trễ. Dạ. Cô chỉ định hỏi hôm nay có món gì ngon thôi mà dì Năm lại hiểu lầm cô muốn hỏi đến Dương Hạo. Ừ thì cũng không có sao, dì cũng không biết từ bao giờ cô lại thích nghe chuyện bao đồng về anh. Biết là đã có giao ước không được xen vào chuyện riêng tư của nhau, nhưng cứ hễ nghe được tin gì về anh là cô lại thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thưa ba mẹ, con mới về. Ờ, con lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Ba chờ con về ăn đó. Dạ, ba mẹ đợi con một chút xíu con xuống ngay. Đó là ba mẹ của Dương Hạo. Hai ông bà nói chung cũng rất dễ tính. Không có cấm cản con dâu làm việc gì hay bắt buộc cô phải làm theo những gì.
Chỉ là việc tiền nông gia sản thì không bao giờ nghe nhắc đến tên cô. Dù làm dâu nhà giàu, nhưng cô chưa một ngày ăn không của nhà giàu dù chỉ 1.000. Trong một phòng làm việc xa hoa sang trọng, toàn mùi gỗ quý, Dương Hạo đang say sưa theo dõi những con số đang nhảy liên tục trên màn hình máy tính. Lúc này, bầu trời bên ngoài cũng đã ngả buổi tối. Cánh cửa phòng anh cũng chợt mở toang, sau đó là thư ký của anh vội vàng bước vô. Dương Tổng, cổ phiếu của chúng ta có liên tục giảm, hơn nữa tôi thấy càng lúc càng giảm sâu, chúng ta phải làm sao đây Dương Tổng, có nên báo với chủ tịch không? Ý cậu là tôi không có khả năng sao? Dạ không, tôi chỉ đang lo quá nên nói bừa vậy thôi Dương Tổng. Chỉ một câu nói phát ra từ một khối hàn băng lạnh lẽo cũng đủ khiến cho trợ lý Tâm rét mình ngay lập tức. Thật ra anh đã đoán được chuyện này từ trước, nên hôm nay thay vì đi dự tiệc cùng với khách hàng, anh lại ở lại công ty theo dõi tình hình. Có lẽ muốn lợi dụng thời gian anh đi gặp khách hàng lớn nên giở trò. Cũng may đã sắp xếp mấy người khác đi gặp khách hàng rồi. Chuyện này tôi giải quyết được. Cậu đi ra ngoài đi. Dương Tổng, cậu đoán được là ai làm đúng không? Ra ngoài đi. Dạ, tôi đi ngay. Đợi trợ lý Tâm đi ra khỏi, anh mới lấy cái phone ở kế bên nhấc lên rồi thực hiện cuộc gọi quốc tế. Hình như chú sắp về rồi phải không? Đầu dây bên kia lúc này là giọng nói có vẻ cười cợt thanh trẻ của một chàng trai trẻ trung nào đó vang lên. Anh hai, sao giờ này gọi em bằng cái giọng trầm ghê vậy? Chú còn biết kêu tôi là một tiếng anh hai là tôi mừng rồi. Món quà gặp mặt trước khi về nước của chú cũng hấp dẫn quá đó. Vậy sao? Anh là thiên tài quả không có sai. Có chuyện một chút là biết ai hãm mình rồi. Em chỉ là đùa một chút, tạo thêm một không khí cho anh em mình thôi mà. Cái không khí đó mà chú nói đang làm bốc hơi hết 20 tỷ đồng của công ty, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đó. Không khí này đắt quá đó. Con số đó vẫn nhỏ mà, nó vẫn chưa có đủ để ba phải phạt anh. Mà vấn đề cũng có to tát gì đâu, mới chỉ một thông tin nhỏ thôi, anh giải quyết được ngay thôi mà. Dương Hạo nghe đến đó thì chau mày. Lúc đầu anh biết người đang quậy phá trong cái chuyện giá cổ phiếu rớt này, nhưng lại chưa nghĩ ra được rốt cuộc thằng em trai cùng cha khác mẹ Dương Tuấn này rốt cuộc đã giở trò gì. Anh đang suy nghĩ chưa nói thêm gì thì bên kia Tuấn đã nói tiếp. Nói sao ta? Chỉ là em lỡ tạo ra một tài khoản giả rồi tung tin tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị bạc tình ly hôn vợ thôi. Tính ra anh ở trong nước tiếng tăm cũng ghê lắm đó. Mới có một tin nhỏ thôi mà lại khiến cho mọi thứ rầm rộ lên như vậy, thật là hấp dẫn mà. Chú thôi được rồi đó, đừng có nghĩ biết được bí mật của tôi thì nhầm vào đó mà đá đổ tôi mãi. Chú sẽ không có cơ hội lần hai đâu. Thì anh cứ lo dập tin đi, chuyện em nói giống là sự thật nên cũng không có gì lo cả. Em còn có cả bằng chứng đây nè. Đồ vật ăn cắp được có thể khiến cho chú dễ dàng vậy sao? Đối với chuyện của ai em sẽ không có thấy hứng thú, nhưng đối với chuyện của anh thì em ngược lại hứng thú gấp đôi. Nhiều khi em lại nghĩ anh dựa vào cái gì mà nắm giữ quyền lực mãi như vậy. Ngay cái chị dâu anh cũng không có màng để mắt tới, cũng phải thuận theo anh làm ra cái thỏa thuận điên rồ đó. Nghe em nói nè anh hai, lần này em về nhất định sẽ lấy lại hết những thứ không đáng thuộc về anh, kể cả chị dâu. Dứt lời, Tuấn liền tắt máy ngang. Hạo từ từ rời cái phone ra khỏi tay, rồi cũng ném xuống bàn tức giận. Trên thế giới này, có mấy ai biết được bản thân anh lại là đứa con ngoài luồng của ông Dương. Anh được như ngày hôm nay, cũng may là do tài năng thiên bẩm anh có được, nên mới được ông Dương hết mực đề bạt yêu thương. Còn người đàn bà tên Mộc Miên kia, bề ngoài là một người mẹ hiền diệu, nhưng bên trong, sâu thẳm là một con giả thú độc ác, chính là mẹ kế của anh. Dương Hạo ngồi trầm ngâm một hồi, nhìn màn hình máy tính thật lâu. Những con số cứ biến động sắp xuống con số âm tròn trịa. Đến cuối cùng, anh lại điện thoại ra ngoài cho trợ lý Tâm. Tung tin ra ngoài, tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị và thiếu phu nhân đang trong quá trình làm thủ tục ly hôn. Sao? Làm vậy có phải châm thêm dầu vào lửa không Dương Tổng? Thông tin làm cho họ thắc mắc không có rõ thật hư. Đương nhiên khiến cho họ ra nhiều giả thiết, làm ảnh hưởng đến sàn cổ phiếu hôm nay. Chỉ bằng tôi cho thông tin chính xác giúp cho họ khẳng định sự việc, thì mấy tin tức lá cải tự nhiên sẽ bị dẹp loạn. Một khi được dẹp loạn, thì cậu nghĩ xem cổ phiếu có ổn lại không? Vậy tin này
làm đi. Hảo không có nói nhiều thêm một lời nào, cúp phone ngang. Dương Hảo là người như thế nào mà lại để bị đe dọa chứ? Anh phải khiến cho mọi người cùng nhìn thấu Dương Hảo, không có dễ bất cứ ai có thể uy hiếp được. Kết thúc một ngày làm việc, Hảo quay về nhà mà tâm trạng có chút tồi tệ. Giờ này đã khuya, cả nhà đã tắt đèn đi ngủ hết. Anh đi vào không mở đèn mà đi thẳng lên lầu. Trong phòng bây giờ vẫn còn ánh sáng vì Yến Ngân vẫn còn đang làm việc, mà chính xác hơn là mượn việc để chờ anh về. Lúc chiều nghe dì Năm nói tối nay anh phải đi tiếp khách hàng, mà lúc anh vào phòng lại không có nghe mùi rượu gì cả. Trái lại, vẻ mặt của anh có chút buồn bã, như áp lực lắm. Thấy vậy cô liền đứng lên. Anh về trễ quá vậy? Ừ. Anh đã ăn gì chưa? Em đi xuống tìm chút gì cho anh ngăn ngang. Hạo nghiêm mặt nhìn cô khó hiểu không trả lời, rồi bỏ đi vào nhà tắm xả nước nghe ranh rách. Khiến cho Ngân tắt đèn bàn làm việc của mình, rồi đi sang giường anh ở sát tường trải mền giúp anh. Cô còn tinh tế biết anh thích sạch sẽ thơm tho, nên còn xịt thêm ít nước hoa anh thích vào trong mền nữa. Xong xuôi cô mới trở lại giường ngủ của mình, cách đó vài bước rồi nằm im giả vờ ngủ. Lát sau Hạo đi ra ngoài với bộ quần áo ngủ thoải mái. Anh đến ngồi xuống giường của mình rồi xem cái phone. Thấy anh đã chuẩn bị đi ngủ, cô cũng định chợp mắt, thì tiếng tin nhắn điện thoại cô lại vang lên khiến cho cô giật mình. Dội dối lấy cái phone ở trên tủ đầu giường mở lên xem. Đọc nó xong mà cô lại run bần bật. Chào chị dâu, chị còn nhớ em không? 3 năm không có gặp rồi, nhanh quá. Hôm nay em nhắn cho chị để báo với chị rằng em sắp về nước rồi. Chị chờ em về giải thoát cho chị nghe, chị dâu. Bên đó bây giờ chắc cũng khuya rồi, chị ngủ ngon nghe. Vài ngày tới là em về. Cô có thói quen nhắn tin vào lúc nửa đêm bao giờ vậy? Để yên cho người khác còn ngủ nữa chứ. À, em biết rồi, chỉ là tin rác thôi, em ngủ liền đây. Rác hay không trong lòng cô tự biết. Dương Tuấn sắp về rồi đó, cô lại sắp có người kề bên rồi, đúng không? Em... Ngủ đi, tôi mệt rồi. Dương Hạo xoay người sang hướng khác, quay lưng về phía cô rồi im lặng. Ngân cũng nhanh tay xóa tin nhắn vừa nhận được, rồi kéo cái mền qua khỏi đầu, nhắm mắt ngủ. Bà Mộc Miên nghe tin cậu con trai cưng của mình sắp về nước, thì vui mừng đến nỗi cả đêm cũng không có ngủ được. Trằn trọc mãi cũng đợi được lúc trời sáng. Khi Hạo và Ngân vẫn chưa thức giấc, thì bà đã dậy sửa soạn quần áo chuẩn bị đi mua sắm. Mới có giờ này mà bà định đi đâu vậy? Mới có giờ này à, mà bà định đi đâu vậy? Ông Dương mới dậy thì nhìn thấy vợ mình đã chỉnh chu từ quần áo đến đầu tóc, bèn hỏi. Bà Miên đi đến tủ lấy cái túi xách rồi trả lời ông. Tôi tranh thủ đi mua chút đồ đạc cho thằng Tuấn, còn nó 2 hôm nữa là về tới nơi rồi đó. Nghe bà nói mà tôi cứ tưởng trưa nay nó về rồi đó chứ. Bà làm gì mà nóng lòng quá vậy? Không có đợi tối tôi về rồi cùng đi chung luôn hay sao? Thôi, đợi ông tới nửa đêm luôn quá. Mà nè, chuyện đi mua đồ thì cứ để tôi lo, còn ông lo tìm vị trí thích hợp cho nó trong công ty đi. Nếu cần thiết thì kêu Dương Hạo nó trả lại vị trí tổng giám đốc cho Dương Tuấn. Dù gì lần này con trai của chúng ta về, nó cũng sẽ xuất sắc trong lĩnh vực này còn gì. Nói một hồi, bà Miên lại nói sang chuyện vị thế của 2 cậu con trai, khiến cho ông đau đầu. Từ khi ông nhận lại đứa con rơi là Dương Hạo, thì bà Miên cũng vì ông mà rất yêu thương nó, ông cũng biết. Nhưng ông cũng đủ tinh tế để nhận ra bà Miên không có muốn Dương Hạo nắm bất cứ quyền hành nào trong công ty, vì bà muốn những cái thứ đó buộc phải thuộc về con trai ruột của bà. Chính vì vậy, bà mới rắp tâm cưới vợ miền quê cho anh, với hy vọng anh không có phe cánh quyền thế, chống lưng cho việc giành lại quyền lợi sau này. Ông Dương nghe xong thì nghe mệt mỏi ngang xương, nên dán chăn bước xuống giường thở dài. Mấy cái chuyện linh tinh này bà không cần phải quan tâm tới đâu. Tôi tự có cách giải quyết của tôi. Bà thích mua cái gì thì đi mua đi. Tôi chuẩn bị đi làm đây. Đó, ông lại như vậy nữa rồi. Cứ nhắc tới chuyện tương lai của Dương Tuấn là ông lại kiếm chuyện lãng đi à. Tôi không biết. Tôi nói rồi đó. Con trai của tôi phải vào vị trí tốt. Nhất định không có được thua Dương Hạo của ông đâu nghe. Ông có nghe thấy không? Bà nói mà ông không thèm trả lời, nên đành thôi.
bà lại hậm hực bỏ đi ra ngoài. Ở bên trong, ông Dương đã thở dài một hơi ngao ngán khi cứ phải đứng giữa sự lựa chọn con đường cho hai đứa con trai. Trong phòng riêng có hai vợ chồng Yên Ngân. Cô đã thức từ sớm nhưng cứ mãi lo nhìn lén người đàn ông đang ngủ say sưa bên giường kế cạnh, nên lười nhác phải xuống chuẩn bị đi làm. Nhìn anh ở góc nghiêng này mà cô mê đắm bởi cái nét quyến rũ của Dương Hạo. Sống mũi của anh cao vút lại thẳng tắp, đôi mi dày và đen huyền êm ả. Đôi môi đó không cần son dưỡng cũng mềm mướt đến thu hút. Thật ra cô đã động tâm từ lâu lắm rồi. Có lẽ là từ lần đầu được tiếp xúc với anh thì phải. Tuy vậy nhưng chưa bao giờ cô có ý định làm trái quy tắc mà cả hai đã đặt ra. Chỉ là bây giờ cô mới phát hiện ra thứ tình cảm đang ngày một đậm sâu trong mình. Có lẽ cô đã không thể từ bỏ hay đánh mất người đàn ông này mất rồi. Thay vì ngồi yên chờ anh hồi tâm chuyển ý, thôi thì cô tự thân tiến tới luôn, có phải sẽ tốt hơn không? Dù gì đây là thời đại gì rồi, con gái biết theo đuổi cái thứ mình thích cũng có sai đâu. Luật pháp thịnh hành cũng đâu có cấm nữ theo đuổi nam. Hơn nữa, cô theo đuổi chồng mình thì rõ ràng hợp pháp quá rồi còn gì nữa. Cô nhìn tôi đủ chưa? Tôi... Đang mải mê nhìn anh rồi suy nghĩ vẩn vơ thì giọng nói đanh thép của anh vang lên khiến cho cô đứng hình không kịp phản ứng. Hạo hỏi xong không có quan tâm rồi đứng lên đi thẳng vào nhà tắm, trong ánh nhìn còn ngu ngơ từ cô. Cô vội bước xuống giường rồi đi theo sau anh. Khi cánh cửa phòng tắm đóng chặt, tiếng nước chảy cũng ồn ào đều đặn, cô mới nói lý nhí như đang thỉnh tội. Tôi chỉ nhìn ra ngoài trời thôi chứ có nhìn gì anh đâu. Tôi... Tấm rèm vẫn có chưa kéo đó. Cô định nói với tôi cô có khả năng nhìn xuyên vật thể à? Những tưởng tiếng nước chảy sẽ làm át đi tiếng nói của mình nên cô mới tự nói cho bản thân bớt áy náy. Nào ngờ vừa nói xong thì bên trong lại vọng ra tiếng nói của anh rành rọt như thể cả hai đang cùng lắng nghe, cùng giao tiếp, khiến cho cô giật mình luống cuống. Chưa kịp định hình phải làm như thế nào thì cánh cửa chợt bật mở. Hạo từ bên trong bước ra ngoài trong trạng thái ướt sũng từ đầu đến chân, thậm chí là khỏa thân từ trên xuống dưới, khiến cho Yến Ngân giật mình bịt mắt rồi hét lên. Anh làm cái gì vậy? Sao lại không mặc quần áo? Cô thích ngắm tôi mà, để cho cô ngắm cho thỏa thích đó. Anh bị biến thái à? Mọi hôm không phải anh thủ thân như ngọc sao? Hôm nay lại phóng khoáng như vậy làm cái gì? Phải, từ trước đến nay cả hai đều rất kín đáo với nhau, cho dù là mặc quần áo hở hang cũng chưa từng để đối phương thấy. Cũng bởi cái hợp đồng chết tiệt kia, nó như là một minh chứng sống cho việc cả hai không có bất cứ mối quan hệ liên can nào ngoài cái danh xưng vợ chồng ảo mộng kia. Nhưng hôm nay thật khác. Tối hôm qua vẫn còn rất bình thường, nhưng mới sáng nay mà cô lại cảm thấy có cái gì đó không có bình thường đang ngày một xuất hiện dày đặc giữa cô và anh. Ví dụ như là chuyện quan đường đến mức không thể đối mặt với anh như bây giờ đây. Khuôn mặt của cô đang nóng bừng, thậm chí cả cơ thể cũng sắp phát nổ mà không hiểu nguyên do là cái gì. Vừa nói, anh vừa bước tới. Anh vốn dĩ không có quan tâm cô để có thể chờ một ngày người của anh quay về. Nhưng mà không hiểu sao, chuyện tối hôm qua của Dương Tuấn lại khiến cho anh lo sợ. Thật sự không có ngại Tuấn quấy phá công ty khiến anh phải vất vả xử lý, mà là sợ Tuấn sẽ cướp đi mất một thứ gì đó quan trọng mà anh chưa bao giờ để ý tới. Thấy Ngân quay lưng về phía mình vì hoảng hốt, Hạo còn đi tới chạm tay vào vai của cô hỏi chuyện, khiến cho cô càng sợ hơn bước về phía trước. Ngân lúng túng lấp ba lấp bắp nói mà gấp gáp, xé một chút nữa anh phải bật cười. Anh đứng yên đó. Không, là quay vào trong đó tắm cho xong đi chứ. Để tôi qua đằng kia lấy quần áo cho anh. Nói rồi, cô liền vội vàng chạy đi mất. Hạo đứng yên đó nhìn cô mà cảm thấy điệu bộ này của cô hóa ra cũng thu hút lắm đó chứ. Anh nhẹ thở phì ra một cái rồi thầm nhủ. Không phải cô rất muốn nhìn tôi sao? Tôi chỉ đang thỏa mãn cho cô thôi mà. Ngốc thật. Ngân chạy đến giường của mình, ngồi xuống đó ôm cái gối mềm mại kia vào lòng mà thở hổn hển. Rõ ràng từ chỗ cô đến chỗ nhà tắm
chỉ cách chừng chục bước chân mà lại khiến cô hao tổn sức lực đến như vậy. Nhịp thở này cứ như thể cô đã chạy bộ hết mấy cây số. Cảm giác vừa run vừa mệt, vừa khó thở mà người còn nóng rang nữa. Được vài giây, cô lại nhìn về phía cửa nhà tắm rồi lại tự giả vào mặt của mình. Điên rồi, không những mày điên mà đến anh ta cũng điên rồi. Buổi trưa, Ngân đang ngồi trước bàn máy tính, ai cũng nghĩ là cô đang say sưa làm việc. Nhưng không, mắt cô đúng thật đang dán vào đó, nhưng tâm trí lại đang bay, đang đậu ở tận nơi đâu. Tới giờ ăn cơm, Liên đi đến bàn làm việc của cô, gõ tay lên đó vài lần, mà Ngân vẫn không có chút phản ứng nào. Tầm mắt Ngân chỉ dán chặt vào máy tính, nhưng thần trí thì đảo điên như kẻ không hồn. Liên quơ tay ra trước mặt cô vài lần, nhưng cô vẫn cứ ngồi yên như trời trồng. Hết cách, Liên đành đẩy người cô rồi nói lớn. Nè, Ngân, có đi ăn cơm không ở đây tôi biết còn đợi nè. Làm gì mà nhưng mất hồn vậy? Nè, có thật là Ngân không có nghe tôi nói gì không? Chồng Ngân tới kìa. Hả? Đâu? Liên gọi mãi mà cô không trả lời. Liên không biết gọi sao nữa, nên đành nói dối rằng chồng cô đến xem Ngân có phản ứng gì không. Thật không ngờ, vừa nói xong là Ngân đã lập tức đáp lời lại liền. Liên được một dịp phá lên cười thích thú, dỗ dai của bản thân. Cháy nhà mới ló ra mặt chuột rồi hen, có người đang nhớ chồng đến ngay người ra luôn rồi kìa. Ai, Liên đang nói cái gì vậy? Đâu phải Liên không biết chuyện của tôi đâu mà đi đoán bừa như vậy chứ. Thì Liên biết, nhưng mà Ngân không biết là mình động tâm rồi sao? Liên, bộ biểu cảm trên mặt của Ngân lại rõ ràng tới như vậy hay sao? Chuyện của cô và Hạo đúng là bí mật quốc gia, nhưng Liên thì khác. Liên là ngoại lệ nên đều biết hết tất cả, kể cả cái hợp đồng như trong ngôn tình thường thấy kia. Có điều không ngờ là diễn biến tiếp sau đó của cô và anh lại y hệt như kết cục của mấy câu chuyện ngôn tình đó, chéo ngoe. Thật là không biết phải phản ứng như thế nào. Liên nhìn nét ngạc nhiên trên mặt cô mà không khỏi cười lớn. Không ngờ cô bạn của mình lại tự giả nhanh như vậy. Mới ngày nào còn hùng hổ tuyên bố mong cho mau đến ngày bản hợp đồng phát huy hiệu lực. Vậy mà thoáng một cái đã có người ngày nhớ đêm mong đối phương rồi. Động tâm thì động tâm chứ có làm sao, dù gì hai người cũng là vợ chồng hợp pháp mà. Vậy nên Ngân có lỡ yêu chồng mình hoặc cả hai đều yêu nhau thì là chuyện tốt thôi, đúng không? Thôi, Ngân đừng có hoang mang nữa, đi nhanh ăn cơm đi, nếu không sẽ hết giờ nghỉ trưa đó. Nói xong cô vội tắt đi máy tính, Liên cũng kéo tay cô đi ra ngoài như sợ đến trễ sẽ không còn đồ ăn. Hai người vừa đi ra hành lang được một đoạn, một người đàn ông trẻ trung hiện đại mặc trên mình một bộ quần áo năng động nhưng chỉnh chu đang đứng ở giữa đường nhìn cô. Thấy anh ta, bước chân cô cũng khựng lại. Cánh tay đang bị Liên kéo đi cũng rụt lại ngay lúc đó. Liên không hiểu cô đang xảy ra chuyện gì mà trừng mắt đứng yên như vậy, nên liền hỏi. Ngân sao vậy? Đang đi mà dừng lại làm gì? Sắp hết đồ ăn rồi, đi nhanh lên. Ngân không đáp lời mà chỉ nhìn về một hướng rồi nói với Liên. Liên đi trước đi, Ngân đột nhiên có việc rồi. Chuyện gì? Mới nãy đã xong rồi mà. Thì Liên cứ đi trước đi, Ngân có việc cần phải giải quyết, chừng nào xong Ngân sẽ kể cho Liên nghe. Vậy thôi Liên đi đây, chút nữa mang đồ ăn về phòng cho Ngân sau. Nói rồi Liên rẽ vào thang máy, nhấn nút đi ngay. Khi đã không còn ai ở đây nữa, người đàn ông kia mới chậm rãi bước đến chỗ cô, trên tay còn cầm một phần thức ăn, chắc là mua cho cô. Anh ta vừa đi vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Cho đến khi đối diện và cách cô tầm 3 bước chân nữa, anh ta mới chịu chào. Chị dâu, em về đây nè. Sao chú nói vài ngày nữa mới về? Nhưng mà nếu về sớm thế này thì chú nên về nhà mới đúng. Chú tới đây làm cái gì? Dương Tuấn chìa hộp cơm hộp mua cho cô rồi nói. Em về đây là cũng đã trưa nên mới cố tình qua đây chào chị, sẵn tiện mua chút đồ ăn cho chị luôn. Cảm ơn chú đã đến đây chào hỏi tôi. Nhưng chỗ tôi làm có khu ăn uống, tôi không cần phải chú phải phiền phức như vậy đâu. Chỗ đồ ăn này tôi không có nhận, chú đem về tự mình ăn đi.
Dứt lời, cô cũng lách qua Tuấn, muốn bỏ đi. Tuấn ra vẻ như không muốn ngăn cản, cho đến khi cô đi ngang qua anh mới đột ngột kéo cánh tay cô lại rồi không có nhìn cô mà nói. Gặp em chị không có vui sao? Sao tránh né em hoài vậy? Tôi chỉ muốn chú hiểu rõ chú là em chồng tôi và tôi không có nghĩa vụ phải chiều theo ý của chú. Còn việc tôi có thuận mắt chú hay không thì còn tùy vào thái độ của chú. Thì bây giờ buông tay tôi ra đi, tôi không có nhiều thời gian để dài dòng với chú đâu. Không, nếu như hôm nay chị không cho em đáp án, em quyết sẽ không có buông tay chị ra. Nghe vậy cô liền chau mày nhìn Tuấn khó hiểu lẫn với tức giận. Đáp án? Đáp án cái gì? Tôi và chú là có chuyện gì mà thấy đáp án hay không? Chị dâu, chị mau quên thật đó. Mới 3 năm thôi mà chị đã không có nhớ gì rồi à? Em có nói 3 năm sau em quay về thì sẽ đưa chị đi khỏi. Chị vẫn chưa trả lời cho em biết là chị có đi hay không. Không, mau buông tôi ra đi, đừng có để tôi mất bình tĩnh. Chị dâu nóng giận lên, nhìn chị càng đẹp đó. Em cho chị suy nghĩ lại một lần nữa, chị có đi hay không? Tôi không có đi, mau buông tôi ra. Cô bắt đầu không chịu đứng yên mà dùng dãy muốn thoát khỏi. Dương Tuấn vốn rất kiên nhẫn, nhưng vì thái độ của cô khiến anh như phát điên, quay ngoắt lại trừng mắt với cô. Sao chị phải nhẫn nhịn như vậy? Anh hai sẽ không bao giờ có khả năng bảo vệ cho chị. Sợ là bản thân anh ấy còn không có tự bảo vệ được thì chị còn dây dưa với anh ấy làm cái gì? Em thì khác, em sẽ có mọi thứ, tiếng nói của em rồi cũng sẽ có trọng lượng hơn anh ấy. Chị ở bên em không phải chịu bất cứ một thiệt thòi gì đâu. Nếu anh ấy yêu chị thì sẽ không chấp nhận để cho chị phải làm việc ở cái khách sạn lắm mùi đàn ông này. Chị có hiểu ý của em nói hay không? Tóm lại, tôi đã có chồng rồi. Chuyện vợ chồng tôi thế nào đó là chuyện riêng tư của tôi. Chú không có quyền được xen vào. Nếu mối quan hệ giữa em chồng và chị dâu chú không có muốn giữ thì sau này đừng có trách tôi, đến cả mặt chú tôi cũng không có thèm nhìn đó. Chị nói tuyệt tình như vậy sao? Được, hôm nay em sẽ cho chị biết thế nào là gọi là tình yêu thật sự. Buông tôi ra, có ai không? Buông tôi ra! Dương Tuấn điên cuồng ép cô vào chân tường, dùng hai tay của mình kẹp chặt tay cô lên đó, rồi mặc sức vùi đầu vào cổ của cô. Ngân yếu thế hơn nên không ngừng giãy giụa la hét, hét đến khàn cả giọng cũng không ai nghe thấy. Khi cô sắp không thể chống cự lại nổi thì một cú đấm với khí thế mạnh bạo ngút trời bỗng dội thẳng vào mặt của Dương Tuấn, khiến anh ta phải lùi lại vài bước. Tiếp sau đó là một lực kéo vừa đủ mạnh áp cô vào lòng ngực của mình. Ngân theo quán tính nhìn lên người đàn ông đang ôm chặt mình trong tay rồi bất giác gọi. Dương Hạo! Dương Hạo không biết đã đến từ bao giờ. Anh vốn muốn xem thử cái thằng em gan to bằng trời này của anh sẽ dám làm gì quá đáng. Chỉ là không ngờ nó lại dám động tay động chân vào người của mình, khiến cho anh lửa sôi ùng ục trong máu. Từ khi nào mà vợ của Dương Hạo này cũng phải có cậu xen vào tuyên bố bảo vệ vậy? Tuấn bị đòn đau nên hậm hực nhìn anh mà như hai viên đạn đang sắp bay ra khỏi nòng. Vợ của anh thật là nực cười. Từ trên xuống dưới của chị ấy có chỗ nào là giống vợ của anh không? Anh nói mà không có ngượng miệng. Trên hung thú cô ấy là vợ của tôi, trên thực tế cô ấy là chị dâu của chú. Trên tất cả mọi phương diện, cô ấy chính xác là chính thất của Dương Hạo này. Chính vì vậy, tôi cấm tất cả đàn ông kể cả chú dám đụng vào người cô ấy dù chỉ một chút. Nếu không, đừng có trách Dương Hạo này máu lạnh, vô tình. Anh, nếu đã về nước rồi, thì nên thăm ba mẹ trước thì hơn. Còn bữa trưa của vợ tôi thì đã có tôi lo rồi. Về đi. Dứt câu, Dương Hạo bèn dìu cô đi theo mình như cả hai đã thật sự là vợ chồng. Cô ở trong vòng tay của anh mà cảm nhận rõ rệt cái ôm đầy mãnh liệt chiếm hữu và đầy sự bao bọc chở che từ anh. Nó như cái kiểu chứng minh với tất cả mọi người rằng cô là của anh và chỉ có anh mới có quyền làm như vậy mà thôi. Không cần biết đây là thật hay giả, cũng không cần biết đúng hay sai nữa. Cô cứ như vậy mà siết thân mình vào vòng tay của anh mà lòng hân hoan như nàng công chúa đang được chàng hoàng tử trong mộng cùng dắt tay đi trải hội. Hạo, sao anh lại đến đây? Hạo nghe câu hỏi, nhưng vẫn một đường dìu cô đi thẳng mà nói một câu không chút liên quan. Sau này một tấc cũng không có được gần đàn ông, một ly cũng không có được để tâm, một khắc cũng không có được tơ tưởng.
Hạo, anh như vậy là đang ghen. Đó là một trong điều lệ trong hợp đồng. Câu trả lời vùi dập hết những hy vọng của cô được phát ra bằng một câu gọn lõn khiến cho cô có chút chạnh lòng. Cứ tưởng anh cũng đã động tâm với cô mới bảo vệ cô như vậy. Nhưng không, là anh đang nhắc cô về nội quy và đang thực hiện theo đúng hợp đồng. Rằng ngoài thiên hạ, anh và cô chính xác là một đôi vợ chồng ân ân ái ái. Cứ tưởng anh chỉ đang cùng cô diễn một vở kịch cho Tuấn xem. Nhưng sau khi đi khỏi, sẽ đường ai nấy đi, việc ai nấy làm. Nhưng không, anh đang kè cô đi ra khỏi khách sạn. Khi vừa đi đến cửa, cô mới nhận ra cái điều đó nên hỏi ngay. Anh đưa tôi đi đâu vậy? Đi về. Đi về? Giờ này vẫn là giờ làm việc của tôi. Anh đưa tôi đi về làm cái gì? Đi về công ty tôi. Đến đó làm cái gì? Tôi đang làm việc ở đây mà. Không cần biết. Anh luôn là vậy đó. Lúc nào cũng kiệm lời khiến cho người khác khó hiểu. Ngân lại không dám cãi. Chỉ biết ngước mắt nhìn anh. Phải nói là nhìn anh ở bất kỳ góc độ nào cũng làm tim cô tan chảy. Ở góc nhìn này cô chỉ thấp bé không có đến ngang vai của anh. Nhìn lên thế này thật hay. Cảm thấy anh thật to lớn khiến cô yên tâm gửi gắm tâm tư của mình. Ngồi trong xe lúc này cả hai không còn gần sát lại nhau nữa. Mỗi người một ghế nhìn ra ngoài khung cửa nhỏ. Khoảng chính giữa lạnh tanh mùi điều hòa. Việc mập mờ không có rõ ràng của anh làm cô khó chịu. Yêu hay ghét cũng không có rõ, khiến cho cô ngồi không yên. Người đàn ông này tâm sâu từ biển, nên muốn thăm dò e là cũng khó khăn lắm. Nghĩ là vậy, nhưng hành động của cô lại đang đi ngược. Cô xích lại ngồi sát bên anh, rồi kéo nhẹ tay áo của anh mà gương mặt ngây thơ. Anh sao vậy? Có phải là đang ghen không? Anh im lặng là coi như là đúng rồi đó nghe. Đừng có chơi trò khích tướng. Mới hai câu là đã khiến anh mở miệng nói chuyện rồi. Điều này làm cô thích thú mỉm cười nói tiếp. Tôi không có chơi trò khích tướng đâu. Tôi đang nói lên sự thật mà. Mà đúng là biểu hiện của anh vừa rồi cũng không có hề tồi nha. Rất là anh hùng, ra dáng đàn ông. Ý cô là bình thường tôi không phải là đàn ông sao? Đột nhiên anh quay ngoắt sang nhìn cô chau mày nghiêm giọng. Nhìn vào mắt anh, cô mới cảm nhận được có lẽ mình đã chọc giận anh rồi. Vừa có ý định quay lại cái chỗ ngồi bên kia. Nhưng khi cô chỉ vừa có ý định đó thôi là cả người cô đã bị anh ép sát vào thành ghế. Hai tay của cô luống cuống nhưng sợ hãi bấu víu vào ghế. Cả thân mình thì ngã ra sau hết mức có thể để tránh né ánh nhìn giết người này của anh. Chỉ hai giây sau đó cô lại nghe một mệnh lệnh từ môi của anh. Xoay kính hậu sang chỗ khác. Dạ, anh thiếu gia. Anh tài xế bên trên nghe anh gằn giọng nên vội vàng xoay kính sang chỗ khác ngay. Khi cô vừa mới nuốt được luồng nước miếng kinh ngạc cũng là lúc những ngón tay thon dài của ai kia đã nâng cầm cô lên rồi ngay lập tức môi cô được một cái thứ gì đó ấm nóng bao phủ. Đôi mắt cô trợn tròn không tin được sự việc đang xảy ra. Cô không có tin đến nỗi, chỉ biết ngồi yên lặng mặc cho anh hành sự. Bàn tay đang trên cằm của cô dần dần trượt xuống cổ, nhưng anh không có mơn trớn hay là nâng niu nó, mà anh đang chà sát lên nó, mặc dù anh đang dùng thủ thuật thôi miên bằng nụ hôn bùng cháy. Nhưng cô thấy cổ của mình đang rất đau rát. Đau đến nỗi cô phải nhăn nhó cố dùng sức đẩy anh ra khỏi, sau đó ôm cổ của mình rồi nói. Anh đang làm cái gì vậy? Đau lắm đó. Hạo bị đẩy ra có chút mất hứng, nhưng vẫn giữ lại cái vẻ điềm đạm lạnh lẽo, nhìn cô trầm giọng. Cổ của cô bị bẩn rồi, tôi chỉ hận không có thể lột đi cái lớp da đó ra. Anh bị điên sao? Sao lại bẩn được? Cho dù là bẩn thật thì cũng đâu có mức phải lột da nghe ghê rợn như anh nói đâu. Tắm sạch đi là được rồi mà. Thằng đàn ông khác, chạm môi vào nó rồi thì tắm sạch được sao? Tôi, chuyện này... Thì ra, anh vẫn đang canh cánh, việc Hạo Tuấn giở trò càng quấy với cô lúc nãy. Biểu hiện này của anh thoạt nhìn thì đúng là đang ghen. Nhưng sao cô lại thấy anh đang thể hiện cái tính chiếm hữu mãnh liệt đến như vậy? Bị anh nói như vậy, cô lại tạm thời cứng họng, không thể trả lời lại câu nào. Tình huống ngượng ngùng
Cô chỉ đành ngồi lại chỗ cũ của mình, nhìn ra bên ngoài để lảng tránh anh đi. Hạo ngồi bên kia cũng không nói chuyện với cô nữa. Anh đang tập trung gửi một dòng tin nhắn cho thư ký của mình. Quang, hãy thông tin tôi sắp ly hôn. Ngay bây giờ, thông tin tình cảm của tôi là tổng giám đốc tập đoàn Dương Thị và phu nhân tổng giám đốc đang mặn nồng ân ái. Xong xuôi, tôi cho cậu thêm thời gian 15 phút để tập hợp tất cả ký giả của vài tờ báo uy tín tại cửa chính công ty chúng ta. Khoảng 17 phút nữa tôi sẽ đến đó. Đúng 17 phút sau, một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng đã oai nghiêm dừng trước Dương Thị. Ngân ngồi trong xe nhìn ra cảnh tượng bên ngoài mà thấp thỏm kinh hãi. Phía ngoài lớp cửa kính xe là một đám đông ký giả với nhiều ánh đèn flash liên tục nhấp nháy đến nhòe hết cả hốc mắt. Thấy Hạo vẫn ngồi yên không nhúc nhích, cũng không nói gì, cô còn định đeo bám anh theo để lướt qua cái đám ký giả đó. Vì không biết họ đến là cái chuyện gì, nhưng với một lực lượng hùng hậu đến 5-70 người thế này, cô rất sợ. Nhưng một lần nữa, ý nghĩ cô chỉ mới lé lên trong đầu, thì người đàn ông mới hồi nãy còn lạnh lùng như băng, bây giờ lại nồng ấm như nắng quay sang dịu dàng nắm lấy tay của cô. Gương mặt không có thể hiện một chút cười nào, nhưng lại ôn nhu, mềm mỏng. Chúng ta xuống xe thôi, vợ. Vợ? Anh vừa mới phát ra tiếng gọi gì kia. 4 năm trôi qua, cô chưa từng hề nghe được tiếng này. Hôm nay là do đầu óc cô đang sợ đến điên loạn, hay là vì cô đang mộng mị đây? Thấy cô cứ nhìn mình không chớp, Hạo kéo cô sát lại bên mình, rồi thầm thì vào tai của cô. Đừng có nghĩ nhiều, trên giấy tờ tôi và cô đang là vợ chồng. Bây giờ cô mới biết anh có một siêu năng lực mà người khác không có, đó là nhìn thấu vào suy nghĩ của người khác. Anh là đang nhắc nhở cô cái chuyện mà vốn dĩ cô đã hiểu. Mở cửa xe, Hạo bước chân xuống đất, cũng là lúc cô tự khắc biết mình nên làm gì. Cô tay trong tay anh, mỉm cười tự tin cùng anh tiến lên buộc phát biểu nhỏ mà phía công ty đã chuẩn bị. Cô vì hồi hộp quá độ mà đổ đầy mồ hôi tay, đến tầm nhìn cũng chao đảo xoay chuyển lịch lạc. Vì thế, ngoại trừ tỏ ra mình ổn trước đám đông, thì cô không biết phải nói gì hoặc làm gì. Mọi việc lúc này cô đều phó thác cho Dương Hạo, muốn làm gì thì làm. Dương Hạo từ lúc xuống xe di chuyển đến buộc phát biểu đều nắm chặt tay cô. Anh cảm nhận rõ rệt bàn tay nhỏ bé trong tay anh đang dần trở nên lạnh. Đây là lần đầu tiên trong 4 năm qua anh đưa cô xuất hiện trước công chúng. Trước đây báo chí có đưa tin gì đi chăng nữa thì cũng chỉ toàn là những tin rác chụp lén, nghe lén hoặc là cắt ghép đủ kiểu để kiếm doanh thu. Đây là lần đầu tiên họ được tác nghiệp bởi người thật việc thật. Chắc mọi người đang có rất nhiều việc muốn hỏi chúng tôi. Hôm nay Dương Hạo tôi dành ra 10 phút để giải đáp hết cho các vị ở đây. Mời hỏi. Hạo tự tin điềm tĩnh đối diện đám đông, rồi phát biểu một cách rành mạch, ngắn gọn xúc tích. Những kẻ đang đói thông tin ở bên dưới khi biết thời gian có hạn nên không ngừng phát biểu hỏi chuyện. Nếu Dương Tổng hôm nay đã phóng khoáng như vậy thì chúng tôi không có khách sáo nữa. Xin cho hỏi, vào nửa đêm hôm qua đã có một thông tin gây sốt. Đó là Dương Tổng có Dương Thị bạc tình ly hôn vợ. Điều này khiến số tiền thất thoát từ cổ phiếu của công ty không cánh mà bay đi không có ít, có lúc còn xém chạm vào mức báo động đỏ. Vậy xin cho hỏi thông tin này có độ xác thực là bao nhiêu mà lại ảnh hưởng nhiều đến công ty tới như vậy? Phải đó, chúng tôi cũng cùng một câu hỏi, mong Dương Tổng cho chúng tôi một câu trả lời chân thật được không? Bao nhiêu người đồng thanh cùng một lúc đã làm cho mọi thứ xung quanh bị nhiễu loạn. Hóa ra, tối hôm qua công ty đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Không trách lúc anh về mặt mày lại khó coi như vậy. Là vì tin đồn bậy bạ mà khiến cho công ty hỗn loạn hết sao? Là vì tin đồn liên quan đến cô nên mới có sự góp mặt của cô hôm nay à? Ngân nhìn thấy mà chỉ biết mím môi im lặng. Cô tưởng tượng ngay lúc này chỉ cần cô nói chuyện gì đó dù chỉ một lời sai thôi thì bọn người này sẽ hùa nhau ăn thịt cô. Ngân không dám nói gần microphone mà ghét xá vào mặt anh rồi hỏi. Hảo à, chuyện này... Không sao, chỉ việc còn còn thôi. Nhưng sao họ nói công ty tối hôm qua thất thoát rất nhiều tiền? Cũng không phải là tiền của cô, im lặng đi. Dù anh nói đúng,
Nhưng sao cô lại cảm thấy có chút đau lòng? Tiền cũng không phải của cô. Đúng mà, anh nói có sai đâu. Hạo nhìn vào đám phóng viên nhếch mép một cái thần bí rồi đáp lời. Mọi người nhìn vào vợ chồng chúng tôi đứng ở đây đây nè, thì có giống như là tin đồn nhảm kia hay không? Chúng tôi cưới nhau chỉ chưa đầy 4 năm, đến con cái còn chưa có, thì làm sao có chuyện ly hôn? Hôm nay, sẵn tiện các vị đang có mặt ở đây đông đủ, thì tôi tuyên bố một lần luôn. Yến Ngân là vợ của tôi, là phu nhân tổng giám đốc của Dương Hạo tôi. Tình cảm chúng tôi vẫn chan hòa tốt đẹp, sắp tới có lẽ sẽ tính đến chuyện sinh con nối dõi. Vì vậy, rất mong những người rảnh rỗi không có việc gì làm, đừng có tung tin đồn nhảm làm ảnh hưởng đến tâm trạng của vợ tôi, cũng làm ảnh hưởng đến sự yên bình phát triển của công ty. Là một nam tử Hán, tôi không sợ phải đối mặt với bất cứ ai trên thương trường. Vậy cho nên, nếu ai đó muốn đấu cùng tôi, thì quang minh chính đại lên một chút, đừng có chơi trò ném đá giấu tay mà làm ảnh hưởng khá nhiều đến cá nhân khác. Tóm lại, buổi họp báo này là để cho các vị thấy được tôi và vợ tôi đang tốt đẹp như thế nào. Việc cũng đã xong, tôi xin phép đưa vợ tôi vào trong nghỉ ngơi trước. Đêm hôm qua cô ấy hơi mệt. Anh không nói thêm lời dư thừa nào, liền dắt tay cô bỏ đi vào trong. Bọn nhà báo chưa có chịu im miệng, vẫn bám theo hỏi liên tục, khiến cho bảo vệ phải lập một rào chắn bằng người trước cửa. Dương Tổng, xin dừng bước, xin cho tôi hỏi thêm một câu. Dương Tổng à, có thể để chúng tôi hỏi phu nhân một câu được hay không? Dương Tổng! Trong thang máy, chỉ còn lại anh và cô. Anh lãnh đạm cho hai tay vào túi, yên lặng chờ thang máy mà không nói gì. Cô lại không chịu được không khí này, nên đi đến hỏi nhỏ. Tối hôm qua, anh vì cái chuyện này nên buồn phiền sao? Lúc em hỏi sao anh không nói? Có lẽ cô đã động tâm với người đàn ông này. Nhiều đến nỗi biết anh sẽ không có quan tâm đến mà đã tự tiện thay đổi cách xưng hô luôn. Anh nghe xong không nhìn cô mà trực tiếp trả lời. Tại sao tôi phải trả lời? Thì trên danh nghĩa chúng ta là vợ chồng mà. Như cô nói đó, danh nghĩa. Hạo, có phải anh cũng để ý đến em rồi đúng không? Sao anh cứ lúc nóng lúc lạnh khiến em khó chịu vô cùng? Đừng có vọng tưởng sẽ không khó chịu đâu. Cửa thang máy mở ra thì bước chân của anh cũng sải dài đi thẳng. Ngân không chịu bỏ cuộc, bèn chạy theo sau anh ríu rít. Trực giác cho em biết anh cũng có tình cảm với em đó. Có thì anh nói ra đi, sao lại phải trốn tránh? Đang đà đi nhanh, bỗng anh ngừng lại khiến mặt cho cô đập thẳng vào lưng anh, mạnh đến nỗi mũi cũng sắp gãy. Ở đây là công ty, im lặng đi. Anh lại không có mảy may màng tới, đi tiếp về phòng làm việc. Cô đột nhiên bị anh đưa đến nơi xa lạ, lần đầu đến này cũng không biết phải đi đâu làm gì, nên cũng theo chân của anh vào trong phòng. Anh vừa ngồi vào bàn làm việc, cô cũng chạy sang đó đứng bên cạnh. Hạo, anh thích em rồi đúng không? Anh cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, nếu không phải là vợ chồng thì em có thể gọi anh bằng chú đó. Từ ngày về đây, em cũng chưa bao giờ nghe anh qua lại với nữ giới. Anh làm sao vậy? Như vậy nếu không thích em rồi thì là cái gì? Cô định nói mãi cái chuyện này hay sao? Đừng có lại gần tôi, đi qua bên kia đứng đi. Anh nổi giận cái gì chứ? Là anh đưa em qua đây rồi không nói em phải làm cái gì. Vậy thôi, em quay về khách sạn làm việc tiếp đây. Cô quay người đi thật dứt khoát, không có chút động tác thừa. Anh ngồi ngay đó không có lên tiếng ngăn cản, nhưng chỉ nói một câu. Xuống có gặp đám ký giả thì đừng có chạy lên đây. Câu nói kia làm cho cô đứng khựng. Đám ký giả kia ai nấy đều mồm mép lanh lợi. Cô mà gia vào tầm mắt của họ thì e là không có ổn thật. Vậy anh nói xem em ở đây nên làm cái gì? Khi nào em mới rời khỏi đây được? Gấp gặp Dương Tuấn như vậy sao? Cái gì chứ? Ai nói em sẽ gặp cậu ta chứ? Muốn hay không muốn gặp nó thì tôi cũng nhắc cho cô nhớ. Thời hạn của chúng ta chưa tới, làm gì cũng phải có chừng có mực một chút. Thà anh nói anh không thích cô gần gũi với người khác giới, cô nhất định sẽ nghe theo. Còn như kiểu anh nói là cô đang lăn lộn trắc nết khiến cho cô nóng giận. Vậy nhưng cô vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Hơn nữa, anh đúng là người trái tim cô cần, nên bao nhiêu nóng giận cũng chuyển hóa thành mặt dày hết rồi. Cô lại đi về phía anh, mặt mang theo cái ý cười nhỏ giọng.
Nếu anh thấy ghen mỗi khi em gần Dương Tuấn, vậy thì em gần anh thôi là được rồi. Cô học cái tính nói nhiều này từ khi nào vậy? Vậy em không có nói nữa. Em tìm ghế ngồi sát xem anh làm việc thôi, chịu không? Ai nói sẽ cho cô ngồi gần tôi? Em nói. Đúng thật, khi yêu rồi thì không ai còn bình thường được. Cảm giác được tự chính mình chinh phục người yêu đúng thật không tồi. Mặc dù Hạo vẫn cứ lạnh lùng khước từ cô, nhưng thật không may cô đã nhanh tay nhanh chân kéo ghế sofa đơn về chỗ anh ngồi xuống đó. Hạo cũng hết nói nổi cô gái nhỏ này. Anh không biết cô đang muốn giở trò gì, nhưng công việc cứ lộn xộn lên như vậy nên anh cũng không có quan tâm cô nữa, mặc kệ cô. Ngân ngồi đó chống tay nhìn anh chằm chằm, nhìn từng động tác tay, từng lần trố mắt, thậm chí bao nhiêu lần anh thở dài cô cũng đếm được. Hạo chưa bao giờ có cảm giác ngồi làm việc lại có người giám sát như vậy, nhưng cô gái này dai như đĩa nên anh cũng hết cách. Cô nhìn đủ chưa? Vẫn chưa. Cô đùa hơi quá rồi đó. Em có đùa gì đâu, anh làm việc của anh đi, em nhìn ngắm cái gì là chuyện của em. Ra ngoài đi. Em không có ra. Ra ngoài. Em đã nói rồi là em... Nè, anh làm cái gì vậy hả? Hạo châu mày bực bội kéo tay cô đẩy ra ngoài cửa phòng. Ngân cũng bất ngờ khi anh thẳng tay như vậy, nên không ngừng gõ cửa gọi anh. Nè, anh có cần phải cau có khó chịu về không? Em còn chưa nói hết mà, anh kéo em ra đây làm cái gì chứ? Anh cũng không nói là ở đây em làm gì được mà. Mau mở cửa ra đi. Dương Hạo, mở cửa ra. Cô phản pháo lại cái tên mặt lạnh kia mà quên mất ở đây là công ty. Đến khi sực nhớ ra, thì mọi người xung quanh đã dán mắt vào cô như nhìn thấy một sinh vật lạ. Cô bây giờ chỉ biết cười gượng rồi gật đầu chào mọi người, chứ không thể làm gì khác hơn. Gài cô vào cái tình huống khó xử khốn đốn này thì chỉ biết trách tên Dương Hạo tự cao tự đại kia, chứ biết làm sao. Dương Hạo chết bầm này. Nếu không phải tôi đã lỡ gia vào anh, thì còn lâu tôi mới làm mấy cái việc mất mặt này đó. Bên ngoài đã yên ắng trở lại, không còn tiếng ồn ào huyên náo của Ngân. Anh mới trầm tư nhìn xoáy sâu vào cánh cửa đó. Giống dĩ anh nghĩ Ngân là một cô gái trầm tính, ít nói và hiểu chuyện so với độ tuổi của cô. Nhưng đến hôm nay anh mới biết, hóa ra cô hoạt bát, nói nhiều và còn làm nhiều trò phiền đến anh như vậy. Tính cách này thật khác, khác hẳn người mà anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi suốt mấy năm qua. Nghĩ đến đây, anh lại lấy trong cái ví ra một bức ảnh chân dung nhỏ. Trong đó là một cô gái môi cười như hoa, mắt sáng như ngọc, da trắng như bông. Nhìn vào nó hồi lâu, anh lại thốt lên. Nhã Lam, thời hạn 4 năm sắp tới rồi. Rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cái tên Nhã Lam được phát ra từ miệng của anh, sao nó ngọt ngào. 4 năm trước, giống dĩ anh đã đưa Nhã Lam về nhà ra mắt xin được cưới hỏi. Nhưng cô lại sợ. Sợ nhà anh lại chọn dâu theo tục môn đăng hộ đối. Vì vậy, với tính cách kiêu ngạo của cô đã không cho phép cả hai tiến đến xa hơn nếu cô không có chút thành tựu nào. Và rồi cô đã cố gắng hết sức giành được suất học bổng đi du học 4 năm ở trời Âu. Vì lo cho tương lai, sợ sẽ bị chuyện tình cảm làm cho sao nhãng, nên cô quyết định cắt đứt liên hệ với anh trong vòng 4 năm du học đó. Hạo biết cô là đang ra sức phấn đấu cho tương lai cả hai, nên mới đồng ý nhận lời. Và mọi chuyện xảy ra sau đó lại như một vòng đu quay. Bao nhiêu người cứ quay tới quay lui mà chỉ có anh là trọng tâm. Trên cái xích đu đó có ba, có mẹ kế, có Dương Tuấn, có Nhã Lam và bây giờ còn có thêm Yến Ngân. 4 năm tròn sắp trôi qua, Nhã Lam cũng sắp trở về và cũng chính ngày đó bản thuận tình ly hôn kia cũng sẽ có hiệu lực. Dương Tuấn ngồi trong xe về nhà, cái phone đang cầm trên tay anh bị siết chặt đến xém dở tung. Bản tin tức được phát trực tiếp vừa rồi ở trước công ty, anh đã theo dõi không có sót một động thái nào của cặp đôi chính. Lát sau, trên khuôn mặt tuấn mỹ của người đàn ông này lại nhếch lên một ý cười cợt nhã. Vợ chồng ân ân ái ái. Nói không biết ngượng. Xem ra anh đã sợ tôi rồi đúng không? Muốn dùng chị dâu làm lá chắn à? Bỉ ổi. Thầm nói vài câu sau đó, cái phone cũng bị ném sang một bên. Chiếc xe đưa anh đi cũng nhanh chóng đậu vào sân nhà họp Dương.
Vừa hay cũng là lúc bà Miên mới đi mua sắm về. Vừa xuống xe nhìn thấy cậu trai cưng của bà, không khỏi kinh ngạc, dứt cái đống đồ trên tay chạy sang ôm chầm lấy anh. Trời ơi con trai, sao con nói hai hôm nữa mới về mà, là mẹ tưởng ngày mai đáp chuyến bay nên bây giờ chưa kịp chuẩn bị cái gì hết đó. Con trai, con đi lâu như vậy mẹ rất nhớ con. Bà nói như muốn khóc. Tuấn gạt mọi chuyện không có như ý từ sớm tới bây giờ rồi ôm bà dỗ về. Con định cho mẹ một chút bất ngờ thôi mà. Được rồi, mình vô nhà thôi. Ở ngoài giường trưa nắng gió như vậy mẹ sẽ bị bệnh đó. Được, mình đi vào trong đi. Để mẹ dặn nhà bếp nấu vài món con thích cho con tẩm bổ, được không? Một lát sau, Dương Tuấn cùng với bà Miên đã có mặt trong bàn ăn với đầy những món ăn đắt tiền bổ dưỡng. Bà Miên không ăn mà chỉ nhìn con trai mình rồi gắp đồ ăn cho nó. Nè, con ăn thêm đi. Ở bên đó không ai chăm sóc cho con nên ốm đi nhiều rồi nè. Mẹ con ăn đi, đừng có gắp mãi cho con như vậy. Bên đó con cũng ăn nhiều điều đổ lắm. Chỉ là con có tập gym nên ăn theo chế độ thôi. Ai, tập cái đó làm cái gì cho nó cực khổ hả con? Con trai có mẹ bình thường thôi là đã đẹp chuẩn rồi. Mà nè, mẹ đã suy tính đường cho con hết rồi đó. Con nghỉ ngơi hết ngày hôm nay đi, ngày mai rồi đến công ty nhận việc, sau đó đợi Nhã Lam về. Sau đó đợi Nhã Lam nó về, mẹ sẽ đưa con qua đặt trầu cau luôn nghe. Nghe đến đây Tuấn bỗng nghẹn ngang, anh bỏ đũa xuống bàn rồi nhìn bà ngạc nhiên. Mẹ nói Nhã Lam nào? Thì còn ai vô đây nữa, là Nhã Lam con của giám đốc hành chánh của công ty chúng ta đó. Tuy nhà bên đó gia thế không có môn đăng hộ đối là mấy, nhưng con bé nghe đâu rất tốt tính, lại giỏi giang. Mẹ đã hỏi thăm giúp con rồi, nó đang du học ở bên Pháp, bên ngành tiến sĩ hay sao đó. À, con gái mà học cao như vậy, sau này nó sẽ giúp được cho con ít nhiều đó nghe. Không ngờ, trái đất tròn như vậy, Nhã Lam vốn là người dân hảo yêu thương, Dương Tuấn cũng đã mấy lần thấy hai người qua lại thân mật. Sau đó không biết vì sao cả hai mất hết liên lạc nên không còn thấy nữa. Không ngờ trùng hợp bà Miên lại dò hỏi rồi chấm điểm ngay cô gái tên Nhã Lam kia cho Dương Tuấn. Đúng là dòng xoáy ân oán cứ bị thêu dệt thêm chứ không chịu bớt đi chút nào. Dương Tuấn nghe nhắc đến cái tên đó mà phì cười một cái. Mẹ tìm tới cô Lam kia rồi hả? Ừ, mẹ nghe mọi người trong công ty nói ông Tống có cô con gái tài giỏi lại nết na. Quan trọng nhất là ba của nó có chỗ đứng nhất định trong công ty. Nếu con chịu lấy nó rồi thì không phải con lại có thêm một phe cánh hay sao? Dù gì có thêm một đồng minh cũng dễ hành sự hơn mà. Hành sự? Ý của mẹ nói là sự là ý gì? Con có tài năng nên không cần đi đường tắt. Hơn nữa cô Nhã Lam này con cũng biết. Con còn biết cô ta đã từ lâu đã có ý trung nhân rồi. Bà Miên nghe vậy liền cảm thấy ngạc nhiên. Bà có hỏi thăm qua nhiều người, nhưng ngoại trừ nghe tin tốt từ cô ra thì bà không có nghe cô có người trung nhân. Nhưng ngoại trừ nghe tin tốt từ cô ta ra thì bà không nghe cô đã có ý trung nhân. Sao con biết? Mẹ không có nghe chuyện này bao giờ. Mẹ làm sao mà biết được? Chỉ con biết là được rồi. Mà mẹ nói khi nào Nhã Lam về nước? Theo lịch trình gì đó của con bé thì hơn 3 tháng nữa nó mới về. Nhưng mẹ đã nhắn ba của nó rằng nhà ta muốn gặp nó, nên rất có thể nó sẽ sắp xếp tuần sau là về đó. Sao vậy? Có phải mới nghe thôi là nôn nóng gặp người ta rồi đúng không? Đúng, con đang nôn nóng đây nè. Mẹ à, nếu cô ta về sớm hơn dự định thì tốt quá rồi. Tuấn vừa cười vừa nói với bà vẻ thích thú lắm. Bà Miên cũng nghĩ đơn giản anh đổi ý muốn gặp mặt Nhã Lam, cho nên cũng không có mảy may nghĩ ngợi gì nhiều. Được, được, được. Mẹ đã nói rồi, thì nhà bên đó cũng sẽ sắp xếp để nó về sớm hơn thôi. Còn với nó mà thành đôi là mẹ đã được an ủi phần nào rồi đó. Dạ, vậy thôi con no rồi. Con không ăn nữa đâu. Con lên phòng tắm rửa để nghỉ ngơi chút đây. Con ăn ít vậy. À, nè, mẹ chưa có nói xong mà.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 trong 9 tập của bộ truyện Mai Mình Ly Hôn, tác giả Vân Yên. Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.